Ông nào mà kinh doanh dịch vụ du lịch mùa này thì cũng gồng gánh để mà qua cái mùa mưa thì cũng rất là khó khăn luôn. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng cuối tuần tốt lành, gặp nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn nha. Tôi đang có mặt tại Phú Quốc này, bờ biển rất là đẹp. Đang ở tại khách sạn Sài Gòn Phú Quốc. Khách sạn này ngày xưa nó có từ rất là lâu đời và nó chiếm được một cái khoảng bờ biển trải dài cả cây số rất là đẹp biển này. Bờ biển đoạn này đẹp nhất là tại khu vực Dương Đông nha. Vừa rồi tôi có ra đây để đi review một số những cái bất động sản của những cái anh chủ chủ những cái resort, những cái homestay làm ăn không có được nên là phải bán đi ở tại khu vực xã Cửa Cạn cũng như là Hàm Ninh nha. Tôi ra đến khu vực Vin Ran Hua chiều hôm qua. Hôm nay tôi sẽ xuống Nam Đảo, tức là xuống cái khu vực bãi Trường, bãi Kem để khảo sát cái tình hình mua bán bất động sản ở tại khu vực đó. Rất là đẹp này, nó cuộc sống của những nhà giàu. Nhưng mà mùa này du lịch không phải mùa du lịch cho nên khách rất là vắng. Ông nào mà kinh doanh dịch vụ du lịch mùa này thì cũng gồng gánh để mà qua cái mùa mưa thì cũng rất là khó khăn luôn. Và cái tình hình kinh tế chắc chắn nó còn khó khăn thêm vài ba năm nữa. Cho nên là chúng ta mà có kinh doanh dịch vụ mùa này thì cũng hãy cất nhắc cực kỳ kỹ. Tôi ra ngoài Phú Quốc, khu vực các khu du lịch, các điểm mà mua sắm vui chơi, chợ đêm Phú Quốc rất là vắng. Tây thì cũng không sang mấy, do người ta cũng bị lạm phát kinh tế cũng khó khăn, người ta thắt chặt chi tiêu. Còn ta thì cũng người ta làm ăn khó khăn hơn, người ta cũng ít đi chơi hơn. Vừa rồi hôm bữa trước, cách đây một tuần, tôi có đăng một cái bài, một cái video nói về cái vấn đề, về cái trường hợp mà tôi đã giao dịch bất động sản ở tại nhà bè, tại đường Đào Xuân Tích nhà bè xong. Thì có một bạn, bạn ấy ở Tân Phú, bạn ấy có inbox riêng. Bạn ấy bảo là bạn ấy đang vướng một cái trường hợp cũng tương tự như là khách hàng của tôi. Sau đó tôi có hỏi nguyên nhân và đầu đuôi cái câu chuyện thì anh ấy có tường thuật lại. Hôm nay tôi kể lại cho mọi người có nghe nghe, để sau này chúng ta biết thêm về những cái trường hợp rủi ro trong cái quá trình giao dịch bất động sản, cũng như là chúng ta né tránh những cái vấn đề ấy ra nha. Thứ nhất là bạn ấy, hai vợ chồng bạn này thì ở bên Tân Phú nha, hai vợ chồng trẻ ở Tân Phú, họ mua một cái nhà 4.8 tỷ. Cái nhà này thì đang thế chấp ngân hàng. Và đây là một cái nhà đầu đời của các bạn ấy nha. Tức là tích lũy được bao nhiêu của cải của hai vợ chồng, rồi bố mẹ cho. Đó, rồi có vay thêm một phần ngân hàng. Thì cái tài sản này sau khi xem đàm phán giá xong, hai bạn ấy tiến hành thỏa thuận đặt cọc, giá là 4.8 tỷ bao thuế phí. Cái bên bán thì cũng đang vay ngân hàng, đó, 3 tỷ, tầm đó. Thì bên mua bỏ tiền vào, đến ngày công chứng bỏ tiền vào, lấy tài sản trong ngân hàng ra, rồi cũng thế chấp ngược lại cái tài sản ấy luôn, thế chấp bên ngân hàng Techcombank. Sau khi thế chấp xong thì cái khoản thông thường thì cái chỗ mà tiền thế chấp đó thì sẽ phải đợi sau khi nhân viên ngân hàng đi làm các thủ tục đăng bộ sang tên, sau đó là nhập kho thì mới mở phong tỏa số tiền kia ra cho cái người bán được, mới rút ra xài được đó. Nhưng mà đây không, khi mà bên mua và bên bán đều muốn làm thủ tục nhanh thì đã cho cái bạn làm hồ sơ của ngân hàng 50 triệu đứng ra làm thủ tục để mà giải quyết hồ sơ nhanh. Thì trong quá trình nộp hồ sơ đăng bộ, xóa thế chấp xong rồi thì chuyển sang hồ sơ đăng bộ. Khi đăng bộ thì bên văn phòng đăng ký đất đai của Tân Phú nhận được một cái văn bản của cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, đó là về cái việc ngăn chặn cái việc giao dịch cái tài sản này. Đó, lý do là cái bên đơn vị
người bán liên quan đến một cái vụ án tranh chấp tài sản, kiện tụng. Thì cái câu chuyện đấy nó lại rắc rối lên thêm như này này. Cái bên bán với kể lại là người ta là đứng tên nhờ cho người quen. Đó, cái số tiền mà mua cái nhà này là của người khác đứng ra nhờ mua. Và cái người vợ chồng, cái người quen đấy là chủ một cái công ty bất động sản, chuyên làm bất động sản ở tỉnh nha. Hiện tại đang bị cơ quan điều tra, họ tiến hành điều tra xác minh những cái đơn tố cáo của những khách hàng mua đất nền ở tại các dự án ở tỉnh Bình Dương, Bình Phước, nhưng mà đến thời gian cam kết không có sổ hoặc là không có nhận được lãi suất như là cam kết ban đầu. Thì đang trong quá trình xác minh thì họ cũng thụ lý và gọi tất cả những cái bên liên quan lên, chỉ là lấy lời khai thôi. Và cái vợ chồng cái anh kia thì cũng trả được một phần cho những cái khách hàng đó. Và hiện tại thì nghe tôi nghe thấy cái bạn kia, bạn ấy kể thì cũng đã bỏ trốn rồi đó, đang trong thời gian chờ xác minh điều tra thì đã bỏ trốn rồi. Một khi gia đình bạn kia, hai bạn trẻ đó mới lên công an đó hỏi mọi việc vấn đề, thì bên công an chỉ trả lời chung chung là đang chờ để điều tra, cho nên cái tài sản này do cái bên kia người ta, cái số tiền mà mua cái nhà này là phạm tội mà có, cho nên bắt buộc là phải chờ đó. Mặc dù chưa có quyết định của tòa án, nhưng mà cơ quan điều tra người ta có cái thẩm quyền ngăn chặn khẩn cấp. Đương dưng rằng tự nhiên cái bạn vợ chồng bạn trẻ này dính vào vòng nợ nần nha, rất là lãng xẹt luôn. Mà một cái điều chớ trêu đây nữa là tài sản thì chưa thuộc về đứng tên vợ chồng này, nhưng mà bên ngân hàng vẫn hàng tháng vẫn cắt tiền từ tài khoản ra, tiền lời và tiền gốc, vẫn bắt vợ chồng nhà này phải đóng. Thì tôi mới bảo là bây giờ không có phải đóng gì hết, bởi vì tài sản chưa sang tên, số tiền kia là giải ngân treo. Thì thời ngân hàng người ta có cái quy định là người ta sẽ một thời gian nhất định người ta sẽ hủy cái tài khoản phong tỏa kia giữa bên mua bên bán, và cái số tiền bên rót vào tài khoản của bên bán thì sẽ trở ngược lại về bên ngân hàng. Bởi vì cái tài sản này đâu có đăng bộ sang tên được đâu, làm sao mà bọn em phải đi đóng lời được. Đó, thì bạn ấy cũng bảo là nhiều lần lên làm việc với bạn nhân viên ngân hàng cũng như là bên chỗ giám đốc chi nhánh đó, nhưng mà người ta cứ lấp liếm, người ta không giải quyết. Và cái bên cái người bán kia thì người ta cũng cứ năn nỉ là từ từ để chờ người ta tìm cách giải quyết, nhưng mà người ta không có cái động thái nào là tìm những cái đơn vị luật sư hay là người ta phải trả lại số tiền mà đã bên vợ chồng nhà này đã bỏ ra để mà thanh toán vào ngân hàng để lấy tài sản ra. Thì tôi mới tư vấn là, mà bạn ấy rất là ngây thơ luôn, nói chuyện cực kỳ là ngây ngô, bảo là do là cứ đang thỏa thuận với bên kia mà đến cả tháng rưỡi hai tháng nay cũng không có động tĩnh gì, còn mấy bạn ngân hàng thì cứ đe dọa là nếu mà không trả tiền vào hàng tháng thì sẽ cho xuống nợ xấu nhóm 2, nhóm 3, rồi thì sẽ bị vấn đề về CIC nợ xấu nha. Mình cũng nghĩ rất là buồn cười luôn. Bảo bây giờ này, thứ nhất em hãy lên hẳn hội sở, em đem hết giấy tờ chứng từ lên, em gặp những cái người có cái thẩm quyền giải quyết ở trên hội sở để em làm gặp em làm việc, em bỏ qua cái vấn đề về giám đốc chi nhánh cũng như là cái bạn nhân viên tín dụng kia đi. Các bạn ấy có lấy tiền dịch vụ mà không biết các bạn đúng không, làm sai với nguyên tắc của ngân hàng hay không, làm gì có cái chuyện khi mà chưa đăng bộ sang tên có giao dịch đảm bảo mà đã rót mở phong tỏa tiền ra cho cái bên bán kia. Đó, chỉ có mỗi ở Việt Nam chúng ta chỉ có mỗi ngân hàng Sacombank là giải ngân trực tiếp thôi, tức là sẽ mở tài khoản và mở phong tỏa cái số tiền đấy ra cho bên bán luôn. Đó, và cái vấn đề nữa là không biết ở đây nó có cái sự thông đồng của giữa bên ngân hàng và bên người bán hay không, nhưng mà bạn ấy bảo là xác định là không, bởi vì bên ngân hàng là do các bạn ấy tự tìm kiếm ở trên mạng và giới thiệu làm hồ sơ vay chứ không liên quan gì đến bên bán. Thì tôi mới quay trở ngược lại vấn đề, thì cái bên bán là cái bên đứng tên tài sản hộ và cũng vay hộ người bạn, thì ở đây người ta có cái sự đã biết trước là cái vấn đề cái tài sản này bị tranh chấp, sẽ xảy ra khả năng tranh chấp khi mà đã bị cơ quan điều tra mời lên làm việc, viết tường trình vài lần rồi mà vẫn cố tình bán, thì tức là đang có cái dấu hiệu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì bọn em nếu mà người ta không có giải quyết trả tiền lại thì bọn em có quyền
thuê luật sư viết đơn khởi kiện cái bên chủ sở hữu cái nhà đó, bởi vì chúng ta không biết nguồn gốc của cái nhà đó ở đâu, nhưng mà tự dưng cái tiền do cái người kia, người ta vợ chồng cái công ty bất động sản kia, người ta nhờ đứng tiền dùm, nhờ vay dùm luôn, mà đến lúc mà bị mọi chuyện đã bị công an người ta điều tra mà người ta gọi lên rất là nhiều lần xác minh rồi mà vẫn đem bán cho vợ chồng nhà này. Đó là một cái sự việc cực kỳ là hy hữu luôn. Nên là trong bất động sản nha, kể cả tài sản đã và đang trong ngân hàng đang vay thì không sao, nhưng mà khi mà tài sản đó xuất ra khỏi kho của ngân hàng, khi chúng ta tất toán khoản vay rồi đó, hoặc là đang trong quá trình công chứng chờ đăng bộ sang tên, thì cái tài sản đó lúc nào cũng có cái nguy cơ nó tiềm năng để dẫn đến việc mà bị tranh chấp nha. Và cái vợ chồng nhà kia tự nhiên bỏ ra một cái số tiền trả trước, cộng với hôm bữa giờ cái chi phí đi lại đó, và cộng với cái vấn đề nó rất là đau đầu, ảnh hưởng đến cái công việc cũng như là sức khỏe nha. Và vợ chồng nhà này thì cũng bảo là bây giờ cái nhà đó thì họ cũng đã về dọn vào đấy ở rồi, bởi vì cái số tiền trả trước cộng với đang phải gồng lãi ngân hàng, thì tôi cũng tư vấn là cái chỗ lãi ngân hàng đấy bọn em rút hết tiền trong cái tài khoản đó ra, tội gì phải đóng đâu, tại vì về nguyên tắc thì tài sản chưa thuộc sang tên mình, mà bây giờ nếu mà có phải chi ABCD gì đó thì cũng rất là tốn, mà cũng không biết đâu mà lần tự dưng bên kia người ta quất cho cái văn bản cái là thôi chúng ta dính vào vòng nợ nần luôn. Nên là qua cái câu chuyện này thì bà con cũng rút kinh nghiệm, mình tìm hiểu kỹ cái nguồn gốc tài sản, cái chủ sở hữu đó như thế nào, nó hạn chế được phần nào thôi, chứ ở đây chúng ta cũng không thể nào mà biết chắc là 100% tất cả mọi việc ở trong cuộc sống diễn ra thì đều có cái những cái việc mà chúng ta không thể nào lường trước được nha. Cái đoạn bờ biển rất là đẹp. Hôm nay sáng chủ nhật nhưng mà khách du lịch ở đây cũng thưa thớt lắm, chỉ có rất là đẹp nhưng mà không có mấy người tắm này ở bờ biển này, cát trắng nắng vàng. Thì anh em bà con hãy lưu ý nha, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật 100%. Tôi đã nói chuyện với anh ấy, tôi đã có một cái cuộc nói chuyện ghi bằng điện thoại nhưng mà và tôi đăng trên YouTube rồi. Thì anh em hãy lưu ý cực kỳ kỹ nha. Vợ chồng nhà này tự nhiên mà vướng một cái vòng, vừa mới vướng một cái quả đầu đời, mua tài sản đầu tiên trong cuộc sống đó để làm nơi an cư lạc nghiệp, mà dính ngay vào vụ tranh chấp này chắc là sợ đến già luôn. Thì cái video của tôi chia sẻ với cái câu chuyện của vợ chồng trẻ tại Tân Phú mua một cái nhà qua vay ngân hàng và lấy tài sản cho bên bán từ ngân hàng ra, mà dính vào cái vụ kiện tụng đó, cái tiền của cái người bán là được do một vợ chồng khác làm bất động sản đó, chiếm đoạt tài sản của người khác mà có, dẫn đến cái vụ việc tranh chấp khi trong quá trình đăng bộ, cơ quan điều tra người ta ra cái văn bản ngăn chặn. Và cái bên ngân hàng nữa, người ta làm sai nguyên tắc đó, làm dẫn đến cái việc vợ chồng nhà này đã không có tài sản, mất tiền mà lại còn phải đóng lãi, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là những cái vấn đề về giao dịch tài chính sau này. Tôi xin kết thúc cái video đây nha, tôi xuống tắm biển đây, xin chào nha.